Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu với tình huống tấn công đầu tiên thuộc về phía các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Tâm Đình pha bắn rổ của Lý Chí Bình, pha bắn đầu tiên và hai điểm đầu tiên cho Cần Thơ Catfish. Ở trận playoff 1 thì anh đã mở điểm bằng một pha ném ba thành công, còn ở trong trận đấu ngày hôm nay là một tình huống ném trung bình ghi hai điểm. Triệu Hán Minh ở trong trận playoff đầu tiên thì Triệu Hán Minh không có được một tình huống ném ba nào thành công, còn ngày hôm nay thì anh đã lên tiếng từ rất sớm và đây có vẻ là một tín hiệu tốt cho đội chủ sân CIS. Và bắn ba không thành công của Sang Đinh, và bây giờ là cơ hội hai điểm nữa cho Triệu Hán Minh. Như vậy, Triệu Hán Minh đã ghi được 5 điểm. Ở trận đấu đầu tiên thì Sài Gòn Heat đã có tới tổng cộng 25 tình huống turnover. Và đó là một con số mà họ chắc chắn là không muốn lặp lại ở trận này. Một cú đăng rổ thành công của Tavarionic. Bóng được truyền cho Sang Đinh. Sang Đinh với một tình huống spin move. Và anh đã ghi 2 điểm cho Cần Thơ Catfish. Rất đẹp mắt. Hôm nay liệu có thể là ngày của Sang Đinh hay không? Sang Đinh đã chơi không tốt ở trong game playoff đầu tiên. D'Angelo Hamilton với một tình huống ném ba bóng rồi rổ. Sang Đinh, bóng đã vào rổ, bóng đã vào rổ. Và huấn luyện viên David Singleton của Sài Gòn Heat đã gọi hội ý với Cần Thơ Catfish, nếu thắng thì sẽ là một vé có mặt ở chung kết. Hai điểm cho Tâm Đinh và N1. Thêm một quả ném phạt nữa cho số 23 của Cần Thơ Catfish. Cú úp rổ nhẹ nhàng nhưng đủ để giúp cho Sang Đinh mang về thêm 2 điểm nữa cho Cần Thơ Catfish. Chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Phạm Duy Hậu, cầu thủ có thể nói là đã tạo nên bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu playoff đầu tiên với 6 điểm liên tiếp ghi từ 2 tình huống ném ba thành công. Đó là quả ném ba quá tuyệt vời của Trần Đăng Khoa. Anh đã giúp cho Heat rút ngắn dùng khoảng cách điểm số xuống còn 18-21. Bóng không vào rổ và lại là Khoa Trần. Trần Đăng Khoa, một pha đột phá có thể nói là rất táo bạo nhưng cực kỳ hiệu quả của Khoa Trần. Anh vừa có 5 điểm liên tiếp. Vẫn là Sang Đinh, bóng được truyền cho Duy Hậu, đã không có 3 điểm cho Duy Hậu. Tuy nhiên trọng tài đã cắt còi, như vậy đó là tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Cách biệt chỉ là một điểm thôi. Và hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu và cũng hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn và kịch tính. Đây là Sang Đinh, tình huống ném ba của Sang Đinh. Và đó là 3 điểm thành công đầu tiên của Cần Thơ Catfish trong trận đấu ngày hôm nay. Được chuyền cho Triệu Hán Minh, bắn rổ 3 điểm, quá tuyệt vời. Triệu Hán Minh rất tỉnh táo, rất bản lĩnh để thực hiện và bắn rổ 3 điểm để sao bằng điểm số lúc này là 26 đều. Sang Đinh, thêm một tình huống turnover rất vô duyên nữa của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Và tình huống turnover vừa rồi đã phải trả giá bằng 2 điểm cho Cần Thơ Catfish. Đây là Khoa Trần. Thêm một pha chơi post up và một cú ném trung bình thành công nữa của TNX. Cho đến lúc này nó đang phát huy tác dụng tốt, tỷ số điểm là 30 đều. Một pha thi đấu rất ăn ý giữa hai anh em Tâm Đinh và Sang Đinh. Lần ra tay này của Hán Minh đã không mang về 3 điểm cho hết. Tâm Đinh rất nhanh và một pha layup thành công. Tỷ số điểm đã được nâng lên là 36-30 cho Catfish. Vẫn là Phú Hoàng, rất nỗ lực. Tuy nhiên đáng tiếc là nỗ lực cứu bóng của Tim Will lại đưa bóng đến tay của D'Angelo Hamilton. Và số 17 của Catfish sau đó đã có một tình huống ném ba rất ngọt ngào. Mỗi khi có cơ hội, anh đều tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Và bắn rổ 3 điểm, chúng tôi vừa nhắc đến kỹ thuật của anh thì anh đã thể hiện với một pha bắn rổ 3 điểm trên cả tuyệt vời. Triệu Hán Minh trả bóng ra ngoài khá là vụng về nhưng rất nỗ lực để ghi thêm 2 điểm cho Võ Kim Bảng. Các cầu thủ Catfish đang tìm kiếm phương án tấn công ở tình huống lên bóng này. Tâm Đinh, như vậy là đã hết thời gian. Hiệp đấu thứ hai cũng trôi qua rất nhanh, một hiệp đấu diễn ra với tốc độ cao. Tỷ số điểm sau khi kết thúc hai hiệp đấu đầu tiên là 46-42.
Hiệp đấu thứ ba đã được bắt đầu. Phú Hoàng, đường truyền của Đăng Khoa chạm bóng ra ngoài. Võ Kim Bảng, hai điểm cho Võ Kim Bảng với một pha đột phá và lên rổ rất tự tin. Hoàng Ca lỗi rồi, một pha phạm lỗi rất rõ ràng của Triệu Hoán Minh, và đó là một tình huống chơi rất may là đã không có một lỗi vốn là Tenix. Một tình huống double team của Cần Thơ với Tenix, và anh đã chuyền bóng cho Đăng Hiển. Hán Minh, 3 điểm cho Hán Minh, 3 điểm cho Hán Minh, 50-54. Hán Minh ngày hôm nay ném rất vào tay. And one, như vậy là 2 điểm được tính cho D'Angelo Hamilton. Thì phía Catfish có 2 cầu thủ đã phạm 3 lỗi, đó là Sang Đình và Hiếu Thành. Đó là một tình huống ghi 3 điểm thành công của Tavarionix, 53-57. Một tình huống block thành công của Tavarionix. Trần Đắc Khoa chuyền bóng cho Kim Bản. Đã có tiếng còi của trọng tài. Kim Bản, Trần Đắc Khoa. Từ pha bắn rổ 2 điểm của Trần Đắc Khoa và điểm số được rút ngắn. Đường truyền cho Tenix. Tenix đã làm động tác giả, vượt qua sự chưa cản của Hamilton, ghi 2 điểm và 57 đều. Như vậy pha ghi điểm này của Tenix, và lại là một cú ném 3 của Duy Hậu không thành công. Phú Hoàng, 3 điểm cho Hoàng Ca, 3 điểm cho Hoàng Ca. Không cho các cầu thủ đội chủ nhà có khoảng trống để thực hiện pha bắn rổ, nhưng Trần Đăng Khoa, Đăng Khoa đã xuất hiện đúng lúc. Bên phía Catfish ngày hôm nay, Hamilton đang chơi rất nổi bật với 23 điểm cho đến thời điểm hiện tại. Và đây là một pha ném 3 thành công của D'Angelo Hamilton. Nhưng ngày hôm nay thì anh đang tiến rất gần tới việc trở thành người anh hùng của Catfish. Cho đến thời điểm này thì ưu thế về mặt điểm số vẫn đang nghiêng về phía Cần Thơ Catfish. Kim Bản, một pha đi bóng rồi thực hiện cú úp rổ rất ấn tượng. Trần Đăng Khoa. Thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều. Đây là tình huống ném 2 điểm thành công của Khoa Trần. Và khi đó thì Tenix rất đơn giản để ghi 2 điểm bằng một cú úp rổ cho đội chủ nhà. Tình huống ném trung bình thành công của Tâm Đình. Hán Minh không được, rất đáng tiếc, nhưng Tenix đã có mặt để thực hiện một pha úp rổ rất đẹp mắt. 4 phút 40 giây còn lại của trận đấu. Trần Đăng Khoa lên rổ 2 điểm cho Victor Wiggle. Sang Đình đã có một pha ghi 2 điểm hết sức quan trọng. Đăng Khoa và layup thành công của Trần Đăng Khoa. Nếu tận dụng tốt quả đá phạt này, Sài Gòn Heat sẽ vượt lên dẫn. Và 84-83. Chúng ta đang ở trong 2 phút thi đấu có thể coi là lịch sử. Bởi nếu Sài Gòn Heat bảo toàn được kết quả này thì họ sẽ có chiến thắng ở play-off đầu tiên. Và đó là Tavarionix. Rất đáng tiếc là ý đồ đó của Catfish đã không thành công. Nhưng 3 điểm của Hiếu Thành, 3 điểm của Hiếu Thành giúp cho Catfish vượt lên dẫn trước 87-86. Chỉ còn 3 giây trên shot clock cho tình huống tấn công này. Và 3 điểm cho D'Angelo Hamilton. Rất khó. 3, 2, 1 cú ném của Trần Đăng Khoa và đồng hồ trên shot clock đã trở về con số 0. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn các cầu thủ Sài Gòn Heat. Họ đã có một trận đấu tuyệt hay khi như chúng tôi nói, Hamilton là người giành danh hiệu MVP của trận đấu hôm nay.